sáng nay đâu. Sáng nay cũng không ấy mà, người ta chở đằng nào một chuyến người ta sẽ chở rất là nhiều. Khiêng không khiêng được, cái xe này nặng lắm. Xe nặng lắm. Hay là xe... dỡ hàng ra xong bắt đầu hàng là ra, đẩy xe lên xong bắt đầu lại cho lên nhỉ? Không được. Bây giờ hãy hàng xuống. Cái xe kia nó vào sẽ xíu được. Kia rồi. Kéo lên. Đây xe tải rồi nhưng có dây. Em cứ ăn đi là em ơi. Em cứ ăn đi cô ơi. Em ơi, em cứ ăn đi. Nó lo, người ta lo chứ. Ăn phải ra nữa. Ăn phải ra. Yên tâm là sẽ lên được. Em cứu trợ Yên Bái thì là không sợ đâu. Lên cứu trợ Yên Bái là thoải mái, không sợ đâu em ạ. Ăn đi, em ăn đi. Ăn thoải mái đi. Ăn phải cho ngon được à. Chúng nào cũng không cùng. Lây lây có dây chưa em ơi, có dây cáp chưa? Rồi, có đơn vị nào cứu trợ đây rồi? Thanh Hóa, à Thanh Hóa, mày quá. Cố ăn đi em, ăn đi không sợ đâu. Em ơi, và kia ngồi cho nó mát. Không sợ đâu, em nên im bái rồi, em không sợ đâu. Em yên tâm, Yên Bái sẽ có trách nhiệm. Đấy, phải vất vả như này mới hiểu được lòng nhau đúng không? Nếu mà lên Yên Bái mà nó thuận buồm xuôi gió quá thì